Đường sách Nguyễn Văn Bình là một trong những điểm đến hấp dẫn du khách khi tới Sài Gòn. Bạn sẽ được đắm mình trong thiên đường sách khổng lồ và tận hưởng những phút giây thư giãn vô cùng tuyệt vời. Đường sách Nguyễn Văn Bình tọa lạc ngay trung tâm thành phố, nằm ở hướng đối diện Dinh Độc Lập và cách phố Tây Bùi Viện chỉ khoảng 3 km. Đây là một trong những địa điểm mới lạ, thu hút đông đảo người dân, du khách và đặc biệt là các bạn trẻ tìm đến. Em muốn tìm cho mình những quyển sách về ngôn tình và tình yêu tuổi học trò. Thì em có tìm được một cuốn sách là Tuổi trẻ lạc bước ta còn đứng trước nhau. Em thấy ngay từ nhan đề thì nó đã gây cho em một sự ấn tượng rất là mạnh mẽ. Nên em nghĩ đây sẽ là một quyển sách hay và phù hợp để em làm quà tặng cho crush của em. Thật sự thì nó rất là nhiều thể loại sách. Mình đang tìm những cái quyển sách về tản văn hay là truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Tại vì mình đã được xem những bộ phim mà được truyền thể từ những cái tác phẩm của ông thì mình cảm thấy rất là muốn tìm hiểu và đọc được những cái bản gốc của nó. Mình nghĩ là thời tiếp tục thì mình sẽ đi tìm, nếu mà quyển sách về thời gian, quản lý thời gian, nó sẽ tốt cho thời gian sắp tới của mình. Có lẽ là một bạn nữ có khá là nhiều những tình cảm đặc biệt với nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đúng không? Cho nên là các bạn đã cố gắng để tìm những cái tác phẩm do một cái nhà văn yêu thích của mình để có thể được khám phá và có thể được đọc trọn vẹn hơn tất cả tác phẩm của một cái tác giả mà mình yêu thích. Cảm ơn bạn rất là nhiều và hy vọng là ngày hôm nay bạn sẽ tìm kiếm được cho mình một quyển sách phù hợp với bản thân cũng như là nhu cầu mà cần thiết hiện tại của mình đang cần nhé. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vẫn hay gọi sách là những người bạn cũng như là những người thầy. Và cho đây là khi chúng ta tìm kiếm và đọc một loại sách, không đồng nghĩa với việc là chúng ta chỉ đang tìm kiếm một chỗ dựa về tinh thần và cũng đang đi tìm những người thầy để có thể học hỏi những kinh nghiệm về lý tưởng cũng như là triết lý sống. Là mình đứng mãi rồi mà vẫn chưa tìm được một cái tựa sách nào ưng ý. Thì may sao mình có thấy một cái tựa sách về Bác Hồ. Thì mình ngoài việc đi làm kiếm tiền ra thì mình cũng muốn tìm hiểu thêm một chút về lịch sử. Nên mình nghĩ là việc tìm hiểu những cuốn sách về Bác Hồ cũng rất là hay. Và mình mong là những thể loại sách này sẽ được biết đến rộng rãi hơn để có thể mọi người cùng đón đọc. Không chỉ là một thiên đường sách Nguyễn Văn Bình còn là nơi bạn có thể tận hưởng những phút giây thư thái, yên bình sau những xô bồ cuộc sống. Sẽ thật thú vị khi được ngồi nhâm nhi ly cà phê nóng, nghe điệu nhạc du dương và gặm nhấm một quyển sách hay tại nơi đây. Khu vui chơi trẻ em nằm trong đường sách là điểm đến được các bạn nhỏ vô cùng yêu thích. Các bé có thể tha hồ khám phá những bộ truyện tranh đầy màu sắc và tham gia nhiều trò chơi bổ ích. Qua đó sẽ giúp các bé ham tìm tòi, học hỏi và tình yêu sách của các bé cũng ngày càng lớn hơn. Quý vị và các bạn thân mến, và đó là tất cả những hoạt động trên tuyến đường sách tại thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay. Và tuy là được gọi là đường sách, nhưng ở đây không chỉ có mỗi hoạt động về đọc sách, mà còn có rất nhiều các hoạt động về vui chơi, giải trí, ẩm thực khác nữa. Và điều đó có lẽ là một tín hiệu khá đáng mừng bởi vì văn hóa đọc ngày nay đang được rất nhiều các bạn trẻ vui vẻ đón nhận và quan tâm. Và các bạn trẻ khi đến với các tuyến đường sách cũng đã không còn có quá nhiều sự lăng tăng, hoang mang hay vô định với các quyển sách nữa, mà đã biết là sẽ chọn quyển sách gì và đâu sẽ là những sự lựa chọn thích hợp dành cho mình. Còn các bạn thì sao? Đâu là quyển sách mà các bạn yêu thích nhất?